Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho các em về các kỹ thuật tứ trụ để chúng ta có thể giải quyết các bài tập hữu cơ và vô cơ ở mức độ cao, từ mức độ thấp đến mức độ cao một cách đơn giản hơn. Thì tất cả những cái video mà thầy trình bày với cái tên đầu đề là tư duy, có chữ tư duy, thì tức là những cái bài mà chúng ta là quan trọng nhất trong cái khóa học của thầy. Thì là những cái bài mà mang cái chữ tư duy đấy, thì là những cái bài mà thầy sẽ trình bày rất là chi tiết và cẩn thận tất cả bốn cái kỹ thuật tứ trụ mà thầy có giới thiệu cho các em. Trong đó thì với phần hữu cơ thì các em sẽ được học cái kỹ thuật dồn chất và kỹ thuật công thức đốt cháy. Phần vô cơ thì các em sẽ được học điện số điện tích và phân chia nhiệm vụ H+. Thầy dạy theo cái định hướng của thầy Knapp, cho nên tất cả những cái tư duy, những cái kỹ thuật và những cái tên gọi thầy đều sử dụng theo những cái tên gọi của thầy Knapp, để các em có thể dễ hình dung hơn, tiếp cận được một cái phong cách làm hóa, làm bài tập hóa một cách đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta để không để các bạn chờ đợi lâu nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài đầu tiên, đó là tư duy dồn chất và công thức đốt cháy qua bài toán hydrocarbon. Tại sao thầy lại bắt đầu với phần hydrocarbon trước? Bởi vì là hydrocarbon là cái phần đơn giản nhất trong cái phần hóa học hữu cơ của em, và chúng ta sẽ dễ tiếp cận hơn so với những cái kiến thức mà ở phía sau. Khi mà các em đã tiếp cận dễ dàng hơn rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận những cái thứ phía sau, nó sẽ trở nên đơn giản hơn nữa. Được chưa nào? Thứ nhất là các chú ý quan trọng. Thì hôm nay thầy chỉ trình bày cho các bạn hai thứ thôi, đó là dồn chất với hydrocarbon và công thức đốt cháy. Thế thì với dồn chất của hydrocarbon thì các em có thể hiểu đó là quy đổi cũng được. Nhưng mà thầy theo tư duy của thầy Knapp nên thầy sẽ sử dụng cái ngôn ngữ là dồn chất. Về mặt tổng quát thì tất cả những hydrocarbon các em đều có thể dồn chất thành carbon và H2. Mới đầu các em nhìn cái kiểu dồn chất như thế này, các em sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm một tí. Tại sao không phải là carbon và hydro? Tại sao thầy lại đặt là H2? Cái việc mà các em đặt H hay là đặt H2 nó hoàn toàn là giống nhau. Giống nhau ở chỗ nếu mà các bạn đặt H thì các bạn sẽ có cái tỷ lệ là 1. Còn các bạn đặt là H2 thì đương nhiên tỷ lệ nó là 2 rồi. Thế nhưng mà khi mà đặt như thế này thì cái quá trình tính toán nó trở nên tối ưu hơn rất là nhiều. Ví dụ như là khi đốt cháy thì carbon nó biến thành CO2. Tức là nếu mà các em biết được số mol CO2 thì các em sẽ điền luôn số mol đây là bằng bao nhiêu, bởi vì nó có một carbon thôi. Cũng tương tự như vậy, H2 thì tạo thành nước, đúng không? Thế nếu như mà chúng ta dồn chất thành H ở đây cũng được, không vấn đề gì. Nhưng chúng ta lại mất thêm một bước tính toán là chúng ta phải nhân 2 ngược trở lại nếu như chúng ta biết số mol nước. Thế thì cái quá trình để chúng ta được giảm bớt đi nếu mà chúng ta đặt là đây là H2 luôn. Thì đấy là dồn chất tổng quát là như vậy. Các em hình dung được chưa? Còn nếu mà là các hydrocarbon mà đặc biệt hơn một tí, thầy lấy ví dụ như là ancan. Ancan công thức của thầy là CnH2n+2. Được chưa? Thế thì khi nó là ancan như thế này thì ngoài việc dồn thành carbon và H2 theo cái tổng quát ở trên, thì các em có thể dồn như sau. Các bạn nhìn thấy ancan thì các em sẽ nhấc cái thằng H2 này ra. Đây là 2N+2 hydro, đúng không? Thì các em sẽ nhấc thằng H2 ra. Nhấc 1H2 ra nhá. Nhìn đi. Nào, nhấc 1H2 ra. Thế khi các em nhấc 1H2 ra thì các em thấy là cái số mol của thằng H2 này nó bằng luôn số mol của thằng ancan, bởi vì mình nhấc một phân tử ra mà. Thế thì còn lại ở trong sẽ là cái gì? Còn lại ở trong nó sẽ là CnH2n. CnH2n thì trong cái chương trình hydrocarbon của các em được học ấy thì nó chính là thằng anken, đúng không? Mà thằng anken này thì chúng ta sẽ dồn nó về thằng CH2. Các bạn cứ hình dung là mình bóp nó về thằng nhỏ nhất thì có phải là nó là CH2 không? Thì cứ CnH2n thì các bạn sẽ cho nó về CH2 hết. Vậy thì ở đây thì các bạn nhấc H2 ra thì cái thằng còn lại nó còn lại là CnH2n, đúng chưa? Thì đây nó sẽ là CH2. Còn thằng anken thì chúng ta có thể dồn ngay về CH2 bình thường. Đó. Thế một số bạn hỏi thầy là thầy ơi, thế những thằng ankin và ankadien thì chúng ta sẽ dồn như thế nào? Thì với những thằng ankin và ankadien thì nó có dạng là CnH2n-2, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật bơm. Kỹ thuật bơm thì chúng ta sẽ bơm cái thằng hydro vào những cái phần hydro còn thiếu. Thầy lấy ví dụ CnH2n-2 chẳng hạn. Đúng không? CnH2n-2 thì các bạn để ý đây là -2 chứ không phải là +2 như thế này nữa.
Vậy thì thầy muốn biến nó về cái thằng CnH2n để thầy dồn nó về CH2 ấy. Thầy phải bơm một cái lượng H2 vào đây. Thế thì giả sử thằng này là amon nhá. Amon thì cái lượng H2 các em bơm vào nó cũng chính là amon luôn. Bởi vì là ở đây chúng ta có 2 pi đúng không? Chúng ta có 2 pi thì nó mới xuất hiện cái -2 đây này. Vậy thì nếu mà các em bơm thêm một thằng H2 vào đây, giả sử đó là 1 mol nhá. 1 mol thì số mol pi nó sẽ là 2 mol đúng không? Thì các em sẽ bơm thêm 1 mol H2 vào đây thì nó sẽ trung hòa một linh kết pi. Đúng không? Trung hòa một linh kết pi thì công thức này nó sẽ trở thành là CN2N. Thì lúc này chúng ta sẽ dồn chất nó về là gì? CH2. Thì cái kỹ thuật bơm này này thì thầy sẽ trình bày rất là kỹ trong các ví dụ tiếp theo của bài giảng. Bởi vì là khi mà nói mà không có cái số liệu cụ thể thì đôi khi chúng ta sẽ bị hiểu nhầm. Cho nên là thầy sẽ trình bày kỹ cái kỹ thuật bơm này ở trong cái phần nó là một kỹ thuật bổ trợ thôi. Các em hiểu chưa? Thì đấy, chốt lại là toàn bộ phần hydrocarbon thì cái phần dồn chất nó tương tự như thế này. Nó hình dung được như thế này. Đó. Bây giờ thầy sẽ trình bày đến cái phần tiếp theo, đó là phần công thức đốt cháy. Công thức đốt cháy thì nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là công thức đốt cháy cơ bản. Chúng ta có số mol nước trừ đi số mol CO2 thì nó sẽ bằng là 1 trừ đi K trung bình nhân với số mol của X. Được chưa? Thì đây chính là công thức đốt cháy cơ bản. Các em không cần phải nhớ là ancan thì lại có số mol nước trừ bằng số mol CO trừ đi số mol CO2, không cần phải nhớ như vậy nữa. Tất cả bây giờ nó nằm trong công thức này hết rồi. Các em để ý nhé, nếu mà ancan thì K bằng 0, đúng không? K bằng 0 thì chúng ta thay vào đây, chúng ta có ngay số mol nước bằng số mol của ancan. Tương tự như vậy, nếu mà là anken thì K nó bằng 1, đúng không? K nó bằng 1 thì tổng cái bên này nó bằng 0 này, thì số mol nước nó bằng số mol CO2. Đấy, các em thấy chưa? Tất cả mọi công thức đó chúng ta không phải nhớ rời rạc như vậy nữa. Việc của các em là học từ đầu bài bản theo tư duy chiều rộng, là các em sẽ nhớ được hết tất cả những công thức như thế này nhá. Công thức này được khai triển ra hai loại công thức đốt cháy nâng cao nhá. Hai loại công thức đốt cháy nâng cao. Cái vế này thầy giữ nguyên. Được chưa? Vế này thầy giữ nguyên. Và đây là thầy khai triển cái này ra. Thì nó sẽ bằng, nếu mà thầy khai triển ra thì thành này Nx này trừ đi K trung bình nhân Nx. Thế thì các em để ý, K trung bình nhân Nx thì nó chính là cái số mol liên kết pi ở trong cái hỗn hợp X đấy. Hay nói cách khác thì cái thằng này nó sẽ bằng này, nó sẽ bằng số mol brom, tức là bằng số mol brom phản ứng. Được chưa? Bằng số mol brom phản ứng. Đây là công thức nâng cao số 1, thì các em cần lưu ý. Công thức nâng cao số 2 là công thức mà cực kỳ thường xuyên được sử dụng trong các bài toán nâng cao. Đó là các em sẽ tách cái thằng X này ra thành những cái chất riêng biệt. Ví dụ, cái hỗn hợp X của chúng ta sẽ gồm cái chất A và chất B, đúng không? Thì lúc này nó sẽ bằng là 1 trừ đi KA nhân với số mol của A cộng với lại 1 trừ đi KB nhân với lại số mol của B. Đấy. Có bao nhiêu chất thì các em sẽ tách riêng từng cái chất nó ra và các em ghi công thức đốt cháy cho từng chất. Thì đây được gọi là công thức đốt cháy nâng cao số 2. Dồn chất và tập trung cho thầy ba công thức đốt cháy nâng cao này. Thì là thầy nghĩ là cái phần bài tập hữu cơ nào các em cũng có thể xử lý được nếu như các em chịu khó rèn luyện. Bây giờ ngay bây giờ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái ví dụ đầu tiên để các em hình dung được cái quá trình thầy dồn chất như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với cái ví dụ đầu tiên. Các em sẽ đọc thì cái câu số 1 là đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C4H2, C4H4, C4H6, C4H8. Rất nhiều chất đúng không? Thu được 9,18 gram nước tỷ khối như thế này. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua BaOH hai lần dư thì thấy M gam kết tủa xuất hiện. Thế thì các em để ý vào đây nhá. Các em nhìn thấy một cái quy luật của tất cả những cái chất này đều là C4 hết. Cho nên thầy sẽ đặt cái số mol của X nó bằng A mol. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ dồn chất cái hỗn hợp carbon và hydro này thành carbon và H2. Thế thì cái số mol của X bằng A thì cái số mol carbon ở trong cái này sẽ là 4A. Ok chưa? 4A. Và tỷ khối so với heli là bằng này, số mol nước là bằng bao nhiêu? Số mol nước là 9,18 chia cho 18 thì nó ra một con số là 0,21. Được chưa? Đấy, carbon và H2 thì đều là 0,H2 chính là nước luôn, là 0,51. Tỷ khối là 13,7 nhân với 4 thì chúng ta lập ra thôi. Đây.
nhân với 4 thì sẽ bằng 4a. 4a nhân 12 cộng với 0,51 nhân 2 thì bằng 1,02. Các bạn đừng có chia cho 4a cộng 0,51 nhá. Bởi vì số mol của x mình đặt là a thôi thì phải chia cho a thôi. Đấy, chứ không được chia cho, bởi vì là hai thành phần này tổng khối lượng của nó đi theo cái số mol là của hỗn hợp ban đầu. Từ đây thầy sẽ giải ra a nó sẽ bằng bao nhiêu. Đúng không? Thì nó sẽ bằng là 1,02 này chia cho này 13,7 nhân với 4 trừ đi 4 nhân 12 chia cho 4 nhân 12 4a nhân với 12 đúng không? Trừ đi 48 đúng không? Nó bằng 6,8, lấy 1,02 mà chia cho 6,8 thì nó ra một con số rất là đẹp, đó là 0,15. Ok chưa? Thế thì số mol carbon sẽ bằng là 4 nhân 0,15 thì bằng 0,6 rồi. Đúng không? 0,6 thì cái kết tủa của chúng ta nó sẽ là gì đây? BaCO3 thì là 0,6. Các bạn lấy 0,6 nhân với 197 thì ra một con số là 118,2. Suy ra đáp án có thể là B. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái sức mạnh của cái việc mà chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn cái kỹ thuật dồn chất. Đây là cái phần rất đơn giản thôi. Thì thầy nghĩ rằng là có nghĩa là các bạn không cần dồn chất thì các bạn vẫn có thể làm ở những cái bài tập như thế này. Nhưng mà để thống nhất với nhau học theo chu kỳ chiều dọc thì các em sẽ thống nhất với thầy là chúng ta sẽ học từng cái kỹ thuật một, từng cái kỹ thuật một, rèn giũa nó nhuần nhuyễn, rồi sau đó chúng ta sẽ lắp ghép vào những cái bài tập khó là chúng ta sẽ giải quyết được những cái bài tập ở mức độ 8 và 9 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 2. Chúng ta bắt đầu với cái câu số 2. Hỗn hợp X gồm vinin acetylen thì thằng này là C4H4 nhá. Eten là C2H4 và propin là C3H4. Thì cái này thì chắc chắn rồi. Thầy vẫn đặt cái số mol của X nó bằng A đi. Thì thầy dồn chất thành carbon và H2. Thì cái này nó sẽ là 2A bởi vì tất cả đều có 4H. Em hiểu không? 4H mà thầy nhấc cái thằng H2 ra thì nó phải là 2A. Được chưa nào? Chúng ta lại có cái gì đây? 3,6 thu được CO2 và 3,6 gam nước. Câu này thì chúng ta lại nhẩm được luôn rồi. 3,6 gam nước thì nó là 0,2. 0,2 nó bằng 2A thì ta suy ra A nó bằng 0,1. Được chưa? A là 0,1. Thế thì chúng ta sẽ dễ dàng nhẩm ra cái số mol carbon nhá. Dễ dàng nhẩm ra cái số mol carbon. Nào, chúng ta sẽ có là 17 nhân với 2 là 34. Đúng không? 34 thì tổng khối lượng nó sẽ là 0,1 nhân với 34. Đây nhá, m trung bình nhá. Đây, m trung bình của x thì bằng 34. Được không? Mà a lại bằng 0,1 rồi. Biết số mol, biết m nhỏ thì chúng ta sẽ tìm ra m. À xin lỗi, biết số mol và biết m lớn thì chúng ta sẽ tìm ra m nhỏ, đúng không? M nhỏ nó sẽ bằng là 3,4 rồi. 3,4 mà thằng cu này nó bằng là 0,4. Đúng chưa? Nó bằng 0,4. Thế thì chúng ta sẽ có là cái gì đây? 0,2 lên 0,2 này, 0,2 nhân 2 là 0,4. 3,4 mà trừ đi 0,4 thì nó sẽ ra là 3 gam, đúng không? 3 mà chia cho 12 thì nó ra cái số mol ở đây là 0,25. 0,25 thì đây chính là số mol CO2. Các em hấp thụ nó vào thằng CaOH này lần dư thì chúng ta sẽ thu được cái thằng CaCO3 là 100 gam. 0,25 mà nhân 100 thì đáp án chắc chắn là chúng ta phải là A. Được chưa? Thì đấy là cái ví dụ số 2. Nó cũng tương tự ví dụ số 1 để cho các em làm quen thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến ví dụ tiếp theo. Câu số 3. Câu số 3. Hỗn hợp X bạch hở gồm H2C4H6 và C2H4. Đốt cháy M gam hỗn hợp X thì thu được 3M gam CO2. Các bạn để ý nhé. Cái số liệu M gam hỗn hợp X này và 3M gam CO2 nó chỉ cho chúng ta biết được một thứ duy nhất thôi. Đó là MCO2 chia cho MX nó bằng 3. Đúng không? Đúng không? Nó không thể cho mình biết cái gì khác được. Thì đấy là ý nghĩa số liệu. Các em hiểu rồi nói không nào? Tiếp theo là cho 0,2 mol hỗn hợp X đi qua dung dịch brom thì có amon, agam brom phản ứng. Rồi, thầy sẽ dồn chất. Nào, thầy xem cái hỗn hợp này nó gồm những quy luật gì. Các em để ý nhá. Đây là H2, C4, H6 và C2, H4.
Nếu như tất cả ba thằng này thì đều nhấc ra một thằng H2 thì vứt nó đi, à thì vứt nó ra. Đây, nhấc ra một thằng H2. Thì nó còn lại là C4H4 và C2H2 đúng không? H2 đây mất, vứt đi rồi. Thì C4H4 và C2H2 thì chúng ta dồn nó về CH. Đúng chưa? Mà H2 chúng ta nhấc ra một, mỗi một thằng chúng ta nhấc đi một thằng H2 thì số mol thằng này nó bằng 0,2. Hiểu rồi nói không? Số mol nó sẽ bằng 0,2. Thế còn cái thằng này thì chúng ta sẽ đặt nó là A mol đi, được không? A mol. Thế thì bây giờ thầy sẽ sử dụng cái tỷ lệ này. Thầy sẽ ốp nó vào đây. Thì thầy sẽ suy ra được một cái tỷ lệ là số mol khối lượng CO2 nó chính là bằng A 44A chia cho m của x, thì đây m của x thì bằng là 13A cộng với lại 0,4 thì nó bằng 3. Được chưa? Từ đây thầy suy ra A nó bằng bao nhiêu nhá. Thầy sẽ bấm A xem nó bằng bao nhiêu nào. 13 nhân với A là 39, 44 mà trừ đi 39 thì nó sẽ ra là bao nhiêu các em? Nó ra là 5A. 0,4 nhân với 3 là 1,2 thì lấy 1,2 chia cho 5. Thì nó ra một con số là 0,24. Ok chưa? 0,24. À, đây thì thầy sẽ sử dụng công thức đốt cháy chắc chắn rồi. Số mol nước trừ đi số mol CO2. Công thức đốt cháy nâng cao số 1 nhá. Thì bằng số mol của X trừ đi số mol của Bro. Được chưa nào? Trong đó thì số mol của X đề bài cho là 0,2 rồi. Nước là bằng bao nhiêu? Nào, nước các bạn tính nhé. A bằng 0,24 cộng với 0,4 là nó bằng 0,64. Hiro mà, bảo toàn nguyên tố hiro để ra nước. Đây hiro đây và hiro đây, chuyển hết vào hiro trong nước. Thì là 0,24 cộng với 0,4 thì là 0,64, đúng không? 0,64 mà chia cho 2 thì nó ra đây là 0,32. Trừ đi thằng này là 0,24 bằng 0,0, xin lỗi, bằng 0,2. Em nhé, chỗ này là bằng 0,2. Trừ đi số mol của bro. Được chưa? 0,32 mà trừ đi 0,24 thì nó ra là 0,08. Đúng không? 0,2 mà trừ đi 0,08 thì nó ra là 0,12. 0,12 mà nhân 160 thì chúng ta một con số là 19,2 gam. Như vậy đáp án của thầy là A. Được chưa? Đấy là cái câu số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 4. Hỗn hợp X chứa nhiều hydrocarbon mạch thở và H2 cho 6,272 lít hỗn hợp X qua bình đựng brom dư thì có 0,44 mol brom phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn như này. Đã các em thấy không? Nhìn các dấu hiệu như thế này thì chúng ta phải sử dụng cái công thức đốt cháy rồi. Trừ đi số mol CO2 thì bằng số mol X trừ đi K trung bình nhân với số mol của X. Ok chưa? K trung bình nhân với số mol của X. Thì đây chính là cái số mol brom phản ứng luôn các em nhé. Đấy. Vì là nó là số mol pi mà. Số mol pi thì sẽ bị thằng brom nó ăn hết. Nó trung hòa hết. Đúng không? Số mol nước thì chúng ta biết rồi. CO2 29,48 mà chia cho 44 ra một con số là 0,67. Nước thì chúng ta chưa biết đúng không? Số mol X thì là 6,272 thì nó là đây, số mol X thì ghi ra đây thì nó là 0,28. Còn số mol brom thì là 0,44. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm thôi, không có gì cả. 0,28 trừ đi 0,44 lấy 0,67 mà trừ đi 0,28 đúng không? Cộng với lại 0,44 thì nó sẽ ra là 0,83. Thầy bấm nhầm chỗ nào rồi, không sao. Chúng ta sẽ suy ra luôn số mol nước bằng bao nhiêu. Đây. Số mol brom, số mol X là bằng bao nhiêu đây rồi? 0,28 nhá. Số mol brom là 0,44, đúng không? 0,67 trừ đi 0,28 rồi, thầy xin lỗi cái máy tính nó bị làm sao ấy rồi, không sao không sao, chúng ta bấm lại luôn 0,67 này, đây là 0,44 đúng không, còn đây là 0,28 cộng với 0,28 trừ đi 0,44 thì nó ra một con số là 0,51.
Rồi, nhân với 18 nhân ra 9 thì 18. Đáp án là B. Rồi, bài này thì quá dễ nhá. Cái máy tính của thầy vừa nó chuyển ra một cái hệ gì đấy, thầy bấm nó bị loạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ cuối cùng. Câu số 5, hỗn hợp x gồm những cái thằng này. Thì ví dụ này thì cũng tương tự ví dụ 4 thôi. Thầy cho thêm cái ví dụ này để cho các em áp dụng cái phần công thức đốt cháy nó một cách thuần túy nhất. Các em hiểu chưa? Nhá. 7,64 g hỗn hợp x qua bình đựng dung dịch brom dư thì thấy có 41,6 g brom tham gia phản ứng. Thầy bấm nhanh cái số mol brom cho nó bằng bao nhiêu? 41,6 mà chia cho 160. Chỗ này đừng có nhẩm nha. Nhẩm là ra sai đấy. Đứa nào nhẩm thì đi siêu siêu đi nhớ được rồi. 0,26 này. Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp X thì thu được 47,52 g CO2 và m gam nước, giá trị của m. Các bạn để ý ở trên này là chúng ta có 7,64 g. Còn ở dưới này chúng ta lại có số mol, đúng không? Cho nên là cái số liệu này này và số liệu này nó sẽ cho các bạn một cái tỷ lệ. Đây thì sẽ có cái tỷ lệ nhá. Tỷ lệ thầy sẽ lấy một cái tỷ lệ là số mol brom chia cho cái thằng là m của hỗn hợp x. Đó thì nó sẽ bằng là 0,26 chia cho 7,64. Thầy cứ để đấy. Được không em? Thì cái tỷ lệ nó luôn đúng, nó không bao giờ nó sai được cả. Bây giờ thầy sẽ xuống dưới này, thầy sẽ dồn chất ở dưới này. Thì các bạn sẽ nhìn xem chúng ta sẽ dồn chất như thế nào. Chúng ta dồn thành carbon và H2 thôi, cũng không cần phải cầu kỳ đâu. Tổng số mol của thằng này là không phải mấy nhỉ, 0,6 đúng không? 0,6. Hỗn hợp X của chúng ta là sẽ thu được là 47,52 g CO2. 47,52 đúng không? Chia cho 44 thì nó ra một con số là 1,08. Được chưa? Nó sẽ ra một con số là 1,08. Tổng số mol ở đây là bằng là 13,44. Các em lưu ý chỗ này, được không? Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ áp dụng công thức đốt cháy thôi. Số mol nước trừ đi số mol CO2 bằng gì đây? Bằng 1 trừ đi K, tức là bằng số mol của X trừ đi số mol brom. Được không? Thế thì ở đây các bạn lại để ý, thầy đặt cái số mol nước là A mol. Thì đây sẽ là A trừ đi cái thằng này là 1,08. Thì nó bằng bao nhiêu đây? Số mol của X là bằng bao nhiêu nhỉ? Số mol của X là 13,44 thì là bằng 0,6 trừ đi số mol brom. Ok chưa? Thế thì từ đây thì thầy sẽ rút được ra cái số mol brom theo cái A này. Áp dụng một cái tỷ lệ bên này là 0,26 chia cho 7,64. Nó bằng cái gì? Nào, 0,26 thì nó ý nghĩa của nó là số mol brom. Mà số mol brom thì bằng là 1,08 mà cộng với 0,6 bằng bao nhiêu đây? Bằng 1,68. 1,68 trừ đi A chia cho m của x nhá. 7,64 là m của x. M của x là bằng 1,08 nhân 12 cộng với thằng này là 2A. Ok chưa? Thì đến đây thì thầy sẽ rút được ra A thôi. A nó bằng bao nhiêu? Nào, xem A nó bao nhiêu nhá. Sau một hồi tính nhẩm thì thầy suy ra được cái A của thầy nó bằng 1,16. Được chưa? Thế bây giờ tìm M thì các bạn lấy 1,16 nhân 18 thôi thì nó ra một con số là 20,88. Như vậy đáp án của thầy là D. Được chưa? Thì đây là toàn bộ cái phần ví dụ của cái bài đầu tiên mà thầy hướng dẫn cho các em về hai cái kỹ thuật trong bốn cái kỹ thuật tứ trụ, đó là kỹ thuật dồn chất và công thức đốt cháy. Thì ở phần bài giảng này thì cái phần ví dụ của nó sẽ tương đối dễ để cho các em dễ dàng hình dung được cái kỹ thuật của thầy đang nói. Với những bài giảng tiếp theo, các phần ví dụ và các phần tính toán nó sẽ cao cấp hơn một tí. Tuy nhiên, dù là nó là cao cấp hay không cao cấp, và cái quan trọng nhất sau khi mà các em được thầy huấn luyện xong bốn kỹ thuật này thì các em phải đặc biệt chú ý tới cái phần dấu hiệu của nó. Chỉ cần có đủ dấu hiệu thôi là các em sẽ làm bài tập trở nên đơn giản nó vô cùng luôn. Hãy làm kỹ phần bài tập rèn luyện ở phía bên dưới. Có bất kỳ câu hỏi nào, các em hãy comment xuống bên dưới, thầy sẽ trực tiếp trả lời cho các em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video bài giảng tiếp theo.